hãng xăng hàng rẻ là xin phép xin giới thiệu với các bạn một chiếc lồi inox 5 star ba lớp làm đáy, cực kỳ xịn sò, lắp vung vi kịch, vung lắp vi lốc các bạn nhé, bóng đẹp, vi lốc dày dặn, dùng được tất cả các loại bếp từ, bếp nào cũng dùng được, cả cái bếp Đức, cái bếp chén nhất các bạn nhé, ống 7 rồi, 26 cm là dung tích nó rơi về tầm 14-15 lít ấy, các bạn nhé, đó, dày dặn này, đáy dập này, đó, logo này. Đó. Quai rất quai tán đấy. Quai tán đẹp này. Chắc chắn chất liệu vui lốc cao cấp, hàng bảo hành chính hãng. Hàng bảo hành chính hãng. 5 năm cho quai vào đáy các bạn nhé. Thoải mái dùng luôn. Đó. Inox chất liệu inox này, inox 430. Ok đó. Hàng hiện đang có bán tại sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào.